Các bạn bất ngờ xin chào các nam thanh nữ tú thân bằng quyến thuộc đang xem video. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để reset cục phát wifi. Như bạn thấy thì đây là cục phát wifi Tenda. Thì ở ngoài sau của nó có nút nhỏ nhỏ này nè. Đó là bạn bấm vào và bạn giữ luôn. Bạn nhìn mấy cái đèn này, bạn bấm vào giữ khoảng 10 giây, bạn nhìn mấy cái đèn. Hiện tại thì chỉ có hai đèn sáng thôi đó. Nhưng bây giờ mình bắt đầu bấm, các bạn cứ giữ khoảng 10 giây, khi mà đèn ở số 1, 2, 3 sáng lên lượt á là bắt đầu reset xong đó. Như bạn thấy đó, thấy là xong, là cái cục wifi được reset rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Chào các bạn.